Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi tìm hiểu về một cái dự án tên là The Crab. Thì đây là cái dự án đã được À, hình thành và phát triển từ 2020, giai đoạn cuối 2020 nha anh chị. Và hiện tại cái mức giá của dự án này là 0.316 à, Thì liệu đây là một cái dự án chúng ta có nên đầu tư hay không? À, thì đầu tiên á, chúng ta thấy được mức giá đang giảm 16% à, bởi vì sáng nay cái tin tức liên quan đến Ukraine và Nga có những cái xung đột về chính tranh cho nên là toàn bộ thị trường đều bị ảnh hưởng nha anh chị. Và chúng ta hãy xem qua cái tác của họ thì họ đang làm về cái vấn đề gì và à, có những quỹ đầu tư gì nha anh chị Thì đầu tiên chúng ta thấy được đây là một dự án làm về DeFi hỗ trợ về DeFi ha à, rồi tiếp theo á, là có những cái quỹ đầu tư như là Combay Venture rồi à, những cái quỹ đầu tư như là Confund, DCG, Fabric, Framework Ledger Frame đó những cái quỹ rất là nổi tiếng ở trên thị trường và cũng như là cái dự án này thì đang nằm trong cái hệ sinh thái của Neurotocon nha anh chị đó và đối với dự án này thì họ sẽ làm về AI Big Data nè rồi uh, enterprise solution có nghĩa là cái giải pháp về doanh nghiệp thì đây là ba cái chain rất là lớn ở trong thời điểm hiện tại ha. Và cái nền tảng họ đang uh, phát triển là BNB chain nè, Solana nè, rồi Polygon nè, nè, BNB chain nè. Đó thì chúng ta thấy được là có những cái quỹ đầu tư tốt và cũng như là có những cái định hướng phát triển rất là tốt và theo trên thị trường rất là ổn định nha anh chị. Thì cung hiện hành của họ ở trên thị trường là 4,72 tỷ cái đồng GRT. À, tương đương là 47% so với tổng cung. Thì chúng ta thấy được là cuối năm 2020 đến giờ thì họ đã cung ra thị trường là 47%. À và cái sự à, tăng trưởng về cái cung hiện hành này sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Và đối với cái vốn hóa hiện tại so với cái tổng cung hiện hành á thì nó rơi tầm 1 tỷ rưỡi. 1 tỷ rưỡi là một con số rất là đẹp nha anh chị. Và volume giao dịch trong vòng 24 giờ à, thì nó nằm ở cái mức là khoảng 139 triệu đô la có binance có Coinbase, có Huobi và GAIO thì đây là những cái sàn rất là nổi tiếng và uy tín trên thế giới rồi cho nên chúng ta không phải bàn cãi về cái sự niêm yết của dự án này nhưng ở đây chúng ta hãy bàn luận thêm về cái mức giá liệu mức giá này đã an toàn để chúng ta đầu tư hay chưa thì thật sự đối với mức giá này nếu anh chị đang tìm kiếm một cơ hội để đầu tư ở trong dài hạn thì chúng ta hãy tìm đến những cái dự án như thế này và đối với vùng giá này thì anh chị có thể là vào khoảng à, một phần tư vốn của chúng ta nha anh chị đó một phần tư vốn của chúng ta bởi vì sao nếu như mà chúng ta nhìn vào cái mức giá trong thời điểm hiện tại thì à, đối với ICO à, thì họ đang có cái mức lời là 10 lần ha, ít 10 nha anh chị đối với mức giá ICO thì cái mức giá ICO là 0.03 thì đối với cái mức giá này nếu như mà thị trường quá xấu đi chăng nữa thì cái khả năng mà chi 4, chi năm lần là có nha anh chị. cho nên là cái khoản này em mới kêu anh chị là hãy mua 1 phần năm số vốn của mình thôi. để khi mà nếu như mà thị trường nó có cái sự phục hồi trở lại khi mà bitcoin có sự phục hồi trở lại thì chúng ta vẫn có thể là ăn được một phần lợi nhuận nhỏ. còn nếu như mà giá giảm xuống thì chúng ta vẫn có một phần vốn để tiếp tục uh, dca nha anh chị. và đối với những cái dữ liệu mà em đang gửi đến anh chị những cái vùng giá mua thì anh chị phải nhớ rõ là chúng ta hãy xem kỹ cái vùng giá khi anh chị xem video này bởi vì có rất là nhiều người uh, xem những video sau một hai tháng gì đó mà mức giá nó tăng rồi mà anh chị vào mua thì có thể là anh chị bị đu đỉnh cho nên là anh chị phải xem thử cái vùng giá mà em đang review là vùng giá nào và cũng như là những cái thông tin về mua hoặc bán thì đều không được xem là lời khuyên đầu tư nha anh chị thì anh chị phải tự đưa ra cái quyết định đầu tư của mình và cũng như là chịu cái trách nhiệm một phần trăm đối với cái quyết định đầu tư của mình thì đây là cái thông tin mà em gửi đến anh chị tham khảo thôi thì đối với dự án này cái mức giá ico là 0.03 đúng không ạ thì đối với dự án này thì cái allocation cái distribution cái phân bổ nó như thế nào. Chúng ta thấy được là community là 35%. S và not có nghĩa là cái not, not đó anh chị là 8%. Early team advisor là những cái thành viên ở uh, trong đội ngũ và cũng như là những cái nhà cố vấn á, là 23%. Backer là những người đứng sau đó là 17%. Early backer là những người đầu tư sớm hơn những cái backer sớm hơn nữa thì là 17%. Uh, thì đối với cái community red là họ sẽ lấy cái phần community 35% này thì họ sẽ bóc tách cái 35% này để chúng ta xem. Grab Foundation 58%, rồi cái vòng sale chiến lược á là 6% nè, public là 12 phần trăm và những cái chương trình khác như là testnet nè uh, reward khi mà anh chị xài testnet là bún Bounty education là về giáo dục nè đó về đào tạo đó, thì chúng ta thấy được là họ phân bổ rất là chi tiết để chúng ta có thể là nắm được và đối với cái phần community uh, distribution này cái sự phân bổ của 35 phần trăm của cái community thì em thấy rất là tốt thì đối với cái phần này thì em sẽ dịch ra tiếng Việt để anh chị dễ theo dõi hơn ha rồi đầu tiên là phần thưởng cho người lập chỉ mục testnet có hơn 200 người lập chỉ mục testnet ở trên 20 quốc gia khi mà thời điểm đầu mà họ testnet thì anh chị có thể là lập cái nốt thì có hơn 200 người tham gia vào và cũng như là nhận được 3 phần trăm bởi vì cái testnet này rất là quan trọng đối với cái dự án được grab nha anh chị thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm tại sao những cái liên quan đến testnet tại sao những cái liên quan đến nút là nó anh chị là những cái nó ở trên mạng lưới nó lại cần thiết đối với dự án này rồi trợ uh, cấp chương trình quản lý là 3% thì đã có 1.000 cá nhân đã tham gia vào cái dự án làm trình quản lý này. Uh, thì có người thì người quản lý báo hiệu trên các đồ thị con để người lập chỉ mục biết đồ thị con nào chất lượng cao vân vân. Đó thì tí nữa chúng ta sẽ liên thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu liên quan đến những cái đồ thị của họ ha. Rồi tiếp tục là những người ủng hộ sớm nè. Đó là những cái rồi tiếp tục là những người ủng hộ sớm thì hồi nãy cũng nói rồi ha. Rồi nền tảng đồ thị 20%. Thì đối với dự án này The grap RAP có nghĩa là đồ thị nha anh chị Thì cái đồ thị đó sẽ làm việc Ở trên những cái dự án Như liên quan đến DeFi tiếng nữa em sẽ nói tiếp Về 4% này là được bán công khai ha Là cái lượt uh, uh, public sale đó anh chị Về đội ngũ cố vấn nè Là 23% Rồi chương trình giáo dục Thì để hỗ trợ người dùng và phát triển Mới tìm hiểu về mạng lưới Thì họ có một cái chương trình giáo dục uh, Cũng như là tiền thưởng Có nghĩa là anh chị sẽ tham gia uh, Thì cái 3% này sẽ dành cho những người Tham gia vào learning Có nghĩa là học Và sẽ nhận được sẽ nhận được cái phần thưởng ha, sẽ nhận được cái phần thưởng, rồi các mạng và nút thì tám phần trăm này sẽ chia sẻ lại cái à, reward dành cho những người tạo ra những cái nốt đó anh chị, rồi phát hành mới là ba phần trăm thì những người nào à, lập những cái chỉ mục ở trong cái mạng đồ thị của họ thì họ sẽ tặng cho ba phần trăm này à, và phân phát ra cho những người tham gia ha. Rồi thì vừa rồi chúng ta thấy được là nhìn sơ qua về cái phân bổ của họ thì rất là hợp lý nha anh chị. À, thì vậy thì chính xác là cái dự án này nó đang làm về cái gì và nó giải quyết được những vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục theo dõi. em sẽ phân tích cho anh chị nhé thì trước khi đi đến cái phần phân tích về những gì họ đang làm thì em xin giới thiệu cho anh chị một tí về cái sàn Bybit này thì nếu như anh chị muốn mua cái dự án được grab đó thì anh chị cũng có thể lên Bybit và chúng ta uh, sợ là GRT ha thì cũng có rất là nhiều anh chị không biết là chúng ta nên đầu tư ở sàn này thì Bybit là một sàn có cái ví giao dịch rất là ổn định để anh chị có thể là mua được uh, và cũng như là cái phần biểu đồ và phân tích và cũng như là những cái ví của họ rất là ok ha thì nếu như anh chị đăng ký bằng cái link của tụi em á thì anh chị có thể là nhận được cái phần quà lên đến tận là 600$ đô la cho nên là anh chị uh, chưa đăng ký cái sàn Bybit này thì anh chị cũng có thể là nghiên cứu ha và Bybit cũng có rất là nhiều chương trình lombeck và cũng như là những cái sự kiện liên quan đến EFT uh, rất là hot luôn và nếu như mà anh chị có thể là hold Bybit thì anh chị cũng có thể là kiếm được khoản lợi nhuận rất là tốt đối với những cái dự án mà họ đã mở trong cái lò pool vừa qua thì đây là cái trang web của The Grab nha anh chị thì đây là một dự án làm về nền tảng đó là về sự kết hợp dành cho các nền tảng DeFi dành cho các blockchain dành cho các ứng dụng xung quanh blockchain đó thì đây là một cái dự án liên quan đến cung cấp về API ha nó làm về API và cũng như là tạo ra một cái network rất là tốt thì em sẽ dịch qua tiếng Việt luôn để anh chị tiện theo dõi hơn biểu đồ là một giao thức lập chỉ mục để truy vấn các mạng như Ethereum và IBFS. À, bất kỳ ai cũng có thể đã xây dựng được và xuất bản ra những cái API mở được gọi là độ thị con giúp dữ liệu dễ dàng truy cập hơn có nghĩa là sao thì à, đối với những dự án như là Uniswap đi chẳng hạn thì em sẽ bật cho anh chị xem thì đối với những cái dự án như là Uniswap như thế này ha thì chúng ta sẽ thấy được những cái phần chạc đó những cái biểu đồ như thế này thì nó sẽ phân tích à, thì nó sẽ đưa ra những cái thông tin liên quan giống như là à, total clock là rồi à, volume 24 giờ vân vân thì tất cả những cái thông tin như thế này đều được cập nhật Thông qua API và lập chỉ mục nha anh chị. Còn đối với những cái sàn giao dịch trong thời điểm hiện tại á, những cái sàn exchange bình thường á, thì họ xài những cái server tập trung và cái sự ảnh hưởng bởi server đó, sự can thiệp và những cái biểu đồ đó nó có thể xảy ra. Còn đối với uh, những cái dự án như The Grab khi mà họ sử dụng những cái node để mà xác thực thông tin và cũng như là gửi những cái API đó về, thì chúng ta thấy được là cái sự minh bạch của cái từ ngữ mà anh chị rất là hay thường dùng đó là web3 đó phi tập trung là những gì mà The Grab mang lại cho dành cho những cái nền tảng phi tập trung và dành cho những cái sản phẩm xung quanh blockchain nha anh chị ok thì đây anh chị thấy được là API Grab toàn cầu các đồ thị con có thể được tạo thành một biểu đồ toàn cầu của tất cả các thông tin công khai trên thế giới dữ liệu này có thể được chuyển đổi, sắp xếp và chia sẻ trên các ứng dụng để bất kỳ ai cũng có thể là truy vấn chỉ với một vài lần nhấp phím. thì đây là cái ngôn ngữ lập trình ha, Anh chị ha. nếu anh chị không biết GraphQL là gì thì GraphQL là một ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ theo tác và truy vấn dữ liệu mã nguồn mở cho các API có nghĩa là nó sẽ uh, truy vấn được những cái dữ liệu mã nguồn mở ha ở trên API và một thời gian chạy để thực hiện các truy vấn trên dữ liệu hiện có à, Rap VL thì được Facebook phát triển nội bộ vào năm 2012 và được phát hành công khai vào năm 2015 có nghĩa là đối với dự án The Crab này thì họ sử dụng cái Crab VL này làm ngôn ngữ lập trình ha thì anh chị có thể thấy những cái worry ở đây những cái worry là những cái lệnh truy vấn á, À, sau đó là nó đưa ra những cái research là những cái kết quả ha thì nó sẽ giúp anh chị truy vấn và sắp xếp những cái dữ liệu. Đó để mà chia sẻ lên các ứng dụng ở đây, các ứng dụng ở đây là những cái ứng dụng như là DeFi như Uniswap hồi nãy em có chia sẻ đến anh chị đó để nó tạo ra những cái chart giống như là những cái biểu đồ á như là total value lock hoặc là những cái bảng giá hoặc là những cái volume thì nó sẽ truy vấn ra từ blockchain và sau đó đẩy vào trong cái chạc đó để thể hiện ra cho người dùng có thể nhìn thấy anh chị ha rồi nói lời tạm biệt với các máy chủ tùy chỉnh trước được grab thì các nhóm phải phát triển và vận hành trên máy chủ lập chỉ mục độc quyền điều này đòi hỏi tài nguyên kỹ thuật và phần cứng đáng kể đồng thời phá vỡ các thuộc tính bảo mật à, quan trọng cần thiết cho phân quyền ở đây cái ý của họ là sẽ bỏ đi những cái trạm server truyền thống giống như là cái uh, trang web mà họ sử dụng vào một cái server uh, cố định đó, thì họ sẽ phải đi thuê hoặc là họ mua những cái phần cứng uh, liên quan đến những cái server đó và họ bắt đầu kết nối lên trang web của họ thì đối với những cái dữ liệu api này á thì nó sẽ lấy dữ liệu ở trên blockchain và những cái dữ liệu đó thì sẽ được bảo mật hơn Ha. sẽ được bảo mật hơn là thay vì là anh chị để ở trong một cái server cố định, một server vật lý thì ở đây là nó trên những cái node kết hợp lại với nhau và những cái node đó thì không có quyền chỉnh sửa gì hết đối với những cái dữ liệu nằm ở trên blockchain, trên, ở trên cái node mà nó đang hỗ trợ. ha đó là liên quan đến bảo mật. thì đối với dự án The Graph thì họ sẽ giúp cho những cái doanh nghiệp có thể là tiếp cận đến những cái gì liên quan đến phi tập trung. À, web 3 là một ngăn xếp mới cho một mạng internet tốt hơn hoàn toàn. À, tất cả dữ liệu được lưu trữ và xử lý trên các mạng mở với tính toàn vẹn có thể kiểm chứng được biểu đồ giúp truy vấn dữ liệu này nhanh chóng hơn và đáng tin cậy cũng như là an toàn thì chúng ta thấy được blockchain nè, uh, storage network nè, p2p network nè thì tất cả những thông tin này bao gồm là Public data hoặc là những cái thông tin về mã hóa đó thì tất cả những thông tin này sẽ được đẩy vào ở trong cái grab này và họ sẽ xử lý bằng cái server server ở đây là những cái node ha và nó sẽ index những cái thông tin này lên à, rồi tạo ra những cái API đó để mà có thể là đưa đến người sử dụng nó tốt hơn thì đây à, là một trong những cái dự án cũng có liên quan đến web 3 nha anh chị và nếu như anh chị vẫn đang rất là mê mẩn rất là thích cái trang web 3 thì đừng tìm những cái dự án mà à, nó nói là web3 nhưng mà cái cốt lõi thì nó không có gì mà tìm những dự án như The Graph nè anh chị nè. Đó, nó là nền tảng, nó là cái công cụ để giúp xây dựng một cái mạng internet web3, nó không phải là chain hay gì hết. Cái web3 á thực sự á, nó không phải là chain, nó không phải là xu hướng gì đâu mà nó là cuộc cách mạng nha anh chị, nó là cuộc cách mạng và nó cần thời gian rất là dài chứ không phải là một cái chain. Chain ở đây là những cái gì nó lên xong rồi nó, nó hụt hẳn luôn. Còn đây là cuộc cách mạng. Ha, anh chị ha cuộc cách mạng thì nó sẽ từ giống như là từ web 0 qua web 1 qua web 2 đó, xong web 2 bây giờ lên web 3 thì nó sẽ sử dụng và tồn động lại đối với những loại chứ không mất đi hoàn toàn còn trên nó ví dụ như là trên uh, uh, con rác đi con rác thì nó bay một thời gian xong rồi bắt đầu nó rơi xuống và thậm chí là nhiều con chết đi thì gọi là trên đúng không anh chị còn cái này là cuộc cách mạng đó rồi tiếp tục rất nhiều thứ đang được xây dựng đó thì uh, họ có DeFi nè, có quản trị, tài trợ và từ thiện, rồi chợ này, giải trí, xã hội là tất cả những gì ha, tất cả những gì mà uh, người dùng, mà uh, xã hội đang cần thì họ đều có những cái cơ chế này và đang được xây dựng nha anh chị uh, rất là hay. Rồi trên nền tảng trung lập được chia sẻ bằng cách kết hợp các giao thức Web3, các nhà phát triển có thể xây dựng DApps với các tính năng mạnh mẽ để giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới. Từ đại lý, sở hữu danh tính, dữ liệu và danh tiếng của bạn. Độ tin cậy là đảm bảo chạy mãi mãi trên cơ sở hạ tầng công cộng đáng tin cậy. Ở đây có cái vấn đề này là chạy mãi mãi nè. Có nghĩa là sao? Blockchain thì không bao giờ nó chết được. Cái node á, thì mất một cái node này có nghĩa là một cái người tạo lập node đó không xài, không làm node nữa. Thì có một cái người khác vẫn đang có node. Và có một vài người khác vẫn đang có node nữa. Thì nó vẫn liên kết được và nó vẫn trao đổi được thông tin giữa các node với nhau cho nên là cái độ tin cậy nó rất là cao mất đi một cái nốt thì vẫn không sao nó vẫn chạy ok được khả năng tương tác chuyển đổi liền mạch giữa các df chuyển đổi liền mạch giữa các df à, khả năng tương tác có nghĩa là từ df a df b df c df e df f bất cứ cái df nào khi mà kết hợp cái the grab này vô thì đều có thể là chạy một cách hoàn hảo nhất đó về tiền bạc hợp đồng tài chính và tiền có thể lập trình ở đây là smart contract Ha, mọi người ha uh, Smart contract trên Ethereum, Binance, Smart Chain, Near Rồi uh, Polygon v.v Thì nó có smart contract Và hợp đồng tài chính và tiền có thể lập trình được Thì nó nằm trên blockchain và nó không thể chỉnh sửa được Và cũng như là khi mà cái tiền bạc này có thể lập trình được Và đẩy lên blockchain thì chạy mãi mãi và không bao giờ mất Đó, thay vì là làm những cái tờ giấy uh, Cho vay, tờ giấy là trả nợ v.v Đúng không ạ? À? Để trong kho nhiều khi nó mục nó nát hoặc là nó cháy hỏa hoạn thì nó sẽ bị mất đi hợp đồng đó luôn còn đối với hợp đồng lập trình mất đi một cái nót vẫn có thể tìm ra được đó bảo vệ an toàn bảo mật và riêng tư cái này là điều chắc chắn blockchain rồi chắc chắn 100% là an toàn bảo mật và riêng tư hơn rất rất là nhiều so với những cái dữ liệu mà mọi người đang upload lên trên mạng ví dụ nha mọi người uh, tạo một cái work đi ở trong đó mọi người để một cái số tài khoản chẳng hạn mọi người up lên trên Google Drive nhưng khi mà anh chị mất cái gmail thì anh chị mất luôn cái file đó và có thể là mất luôn cả tiền ở trong cái ví của anh chị đúng không ạ? đó. Còn đối với blockchain này anh chị có khóa, anh chị có private key, anh chị mới lấy được thông tin và cái điều xảy ra ở đây là rất là khó để anh chị bị hack, ừ, rất là khó để anh chị bị hack trừ khi là anh chị bị key lock hay là anh chị bị uh, tấn công, bị giật điện thoại, bị ABCz thì đó là những cái tình huống không thể nào cản nổi nữa Thì nó mới mất thôi Còn đối với ở TikTok trên Dữ liệu của anh chị luôn luôn được bảo mật và an toàn Quản trị các quy tắc minh bạch và mọi người có tiếng nói trong Có nghĩa là đối với những cái mạng lưới khác Những cái server tập trung, những cái server vật lý cố định Khi mà anh chị lên trên web Thì trước đây em có làm những cái bộ livestream liên quan đến web 3 rồi ha Thì khi mà anh chị lên trên Facebook thì chẳng hạn anh chị đăng một bài post anh chị à, làm một cái gì đó xong rồi thằng này nó ghét nó report anh chị à, xong rồi bên Facebook không cần biết là đúng hay không nhưng mà thằng đó nó có cách nó report à, con bot nó nó hiểu được cái vấn đề đó nó khóa luôn tài khoản của anh chị thì anh chị khó hoặc là không thể là lấy được tài khoản lại đúng không ạ còn đối với blockchain không có trường hợp đó xảy ra à cái sự quản trị á, là của chung chứ không phải là của một cá thể hay là một tổ chức nào cả cho nên nó sẽ rất là an toàn rồi, tiếp tục là mạng được hỗ trợ Thì dịch vụ chính mà bây giờ nó đang chạy á Mainnet của nó là Ethereum ha, Ethereum Rồi những cái mạng mà đang trong giai đoạn thử nghiệm của nó bao gồm XDAI, này, NEAR, này, Polygon, BSC, Celo, Avalanche, POA, Arbitrum Phantom Rất là nhiều ha Nó đang chạy thử nghiệm và chắc chắn là sẽ có những cái bản Mainnet và cũng như là được hỗ trợ 100% chính thức trong thời gian sớm tới à, thì chúng ta thấy được là cái sự phổ cập của họ đối với rất 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 là nhiều mạng lưới cho thấy là dự án này có tính tương thích cực kỳ cao nha anh chị và khi mà tính tương thích cao như vậy á thì nó sẽ kết hợp và nó kết nối đến nhiều blockchain và nó sẽ là trung tâm ha nó sẽ là trung tâm kết nối và trung tâm về web 3 trung tâm về mạng đồ thị thì nó rất là tốt luôn đó để lưu trữ và mang lại những cái giá trị về API rất ok anh chị ha tiếp tục nhà phát triển thì ở đây mạng đồ thị thì chúng ta có thể là tìm hiểu thêm thì có nhà phát triển nhà phát triển ở đây là có thể là tạo ra những cái đồ thị con hoặc là sử dụng trong những cái df thì anh chị có thể là nhấn vào đây để tìm hiểu ha đó thì để anh chị lập trình á rồi người lập chỉ mục vận hành một nút có nghĩa là anh chị sẽ tạo nó là người lập chỉ mục nè rồi dám tuyển tổ chức dữ liệu bằng cách báo hiệu trên các biểu đồ hiển thị thì nó dạng như là anh chị sẽ báo là cái giá như thế nào rồi các thứ các thứ nói chung là cũng liên quan đến cốt thôi rồi người ủy quyền có nghĩa là thay vì anh chị tạo nốt thì nó sẽ tốn chi phí về mua những cái linh kiện để anh chị tạo nốt đúng không ạ? Thì đối với cái vấn đề nốt này thì nó rất là phiền phức và nếu như một người không biết nhiều về lập trình, không biết nhiều về thiết bị thì làm nốt rất là mệt. Còn đối với cái người ủy quyền có nghĩa là anh chị bỏ tiền ra, anh chị có GRT, anh chị có thể là mang vào ủy quyền cho người tạo nốt này. Và cũng như là chia sẻ phần lợi nhuận từ cái phần phí mà dự án đưa cho cái người tạo nốt này đó cũng rất là hay ha. Rồi à, các sản phẩm, những cái studio, những cái trình khám phá đồ thị, những cái dịch vụ được lưu trữ vân vân. đó thì chúng ta thấy được là đối với sản phẩm này thì họ rất là ok, rất là ngon ha. thì bây giờ là những cái ví dụ mà à, những cái dự án đang sử dụng cái được grab này chúng ta thấy được có uniswap hồi nãy em có giới thiệu cho anh chị nè, synthetics nè sử dụng làm jack nè đi central lane nè sử dụng để làm những cái liên quan đến marketplace ha liên quan đến marketplace và đồng bộ lên trên website những cái NFT rồi uh, dự án Aragon là dùng để mà bị quyết ha đó anh chị sẽ là vote là uh, allow review block vân vân đó thì chúng ta thấy là họ có người sử dụng chứ không phải không ha có những dự án thậm chí là rất lớn như Uniswap cũng đang sử dụng luôn rồi uh, được hỗ trợ là backer ha thì ở đây em sẽ để về tiếng Anh để mọi người có thể dễ theo dõi nhiều ở đây có Framework, nè Butterfly, DTC, Musicon Combay Venture, Digital Currency Group, Confund đó rồi rất rất là nhiều cái backer ok ở đây đặc biệt là Combay Venture và anh chị thấy được là khi mà dự án phát triển thì họ đã được listing ở trên sàn Combay ha anh chị ha thì vừa rồi em vừa review qua cho anh chị xem qua một cái sản phẩm làm về công nghệ làm về nền tảng để support để hỗ trợ cho những cái ứng dụng ở trong và cũng như là xung quanh blockchain từ DF, DeFi, website, NFT, marketplace rồi cho đến là những cái liên quan đến governance rất 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 là nhiều cái sản phẩm mà The Grab có thể hỗ trợ được và chúng ta thấy được cái sự kết nối và mở rộng cái hệ thống, cái hệ sinh thái của The Grab nó rất là rộng mở ha và nếu như dự án này đầu tư thì anh chị nên cân nhắc là đầu tư dài hạn bởi vì họ đã có một cú bơm trước đó rất là mạnh rồi phần cung hiện hành thì mới 47% thôi. Cho nên là chúng ta cần phải cân nhắc thật là kỹ và cũng như là phân bổ vốn làm sao cho nó hợp lý nhất nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.